kiểm tra coi hàng chất hàng thật hàng giả. Đây thì nó cũng như là những loại tem khác thôi. Thì mình phải có một cái mã cào ở đây, nó kêu là soạn BAC gửi mã, cách một cái mã code gửi 8099, thì trên công ty sẽ báo là hàng này có hàng hàng công ty không. Thì nó cũng giống như là những cái mặt hàng khác thôi các bạn, mà hàng nào chính hãng thì nó cũng đều có những cái mã cào này để mình check coi hàng có phải hàng công ty không, để mình đảm bảo có hàng chính hãng. Thì bây giờ mình sẽ cào ra là ra được con số đó, nó ra một cái dãy số là khoảng hình như là nhìn đây là thấy khoảng 12 con số rồi. Mình sẽ soạn nó và gửi tới 8099. Đây là mình cũng chuẩn bị một cái điện thoại vậy nha. Đây 8099 nha. 8099. Rồi. Rồi mình sẽ soạn nó. Soạn nó nha các bạn. Rồi DAC. Rồi sẽ trả về do code của bạn, là tức là tiếng Anh của nó là your code is incorrect. Chín ba năm bốn mà bấm mình bị nhầm rồi các bạn. Trời, nó báo sai luôn. Đây, nếu mà bạn cái mã sai á thì nó sẽ báo như vậy. Mình coi kỹ chỗ này nè. Your code are incorrect. Please check again. Be careful for your fake product. Mã code của bạn không đúng thì hãy kiểm tra đề phòng hàng giả. Rồi, nếu mà mình nhắn sai, còn bây giờ mình nhập đúng lại nè. Rồi bây giờ mình sẽ nhắn lại cho đúng chính xác luôn nè. DAC. Nãy giờ là giả vờ sai thôi. Rồi, 9102. Bấm lần 4 số cho nó chính xác nha. 8264. 8264. Rồi 9354. 9354. 9354 mà nãy mình bấm 9355 thì nó hơi sai rồi đúng không? 4691. 4691. Đó, đúng không? Chính xác nha các bạn. 9354 nè. Kể nha bạn, 9102 8264 9354 4691. Bấm gửi. Rồi. Rồi trên đó sẽ báo về. Tên tên. Đó, thì nó báo nè, this is a Guinness product. Sản chính hãng bởi được import bởi, đây là cái xác nhận đây là sản phẩm nhập khẩu chính hãng của Puki and Nucci do SEZ ủy quyền, nhập khẩu chính hãng của công ty Puki and Nucci. Đó thì sản phẩm này của công ty Nucci hiện giờ là trang web của nó là bodybuilding.vn nè. Đó thì sản phẩm này là sản phẩm rất là ok các bạn.